Xin chào toàn thể các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Âm Thanh Kim Ngưu. Trước mặt các bác đây là một mẫu mic mang thương hiệu là AAP. Đấy, mic AAP các bác nhé. Và đây model của sản phẩm đó chính là AAP model ô cái gì đây này, M8. M8, model M8 AAP nhé, hàng chính hãng nha. Hàng xịn nha các bác nha, tem này, QR code này, các kiểu này. Rồi bây giờ không linh tinh liên thuyền nữa, em sẽ unbox ra cho các bác cùng xem này, quay hơi chụp giật tí. Hôm nay em quay hơi chụp giật tí. Trước mặt các bác đây là một bộ mic đến từ thương hiệu AAP, rất là thương hiệu và rất là nổi tiếng, thương hiệu đã được rất là nhiều anh em tin dùng trên thị trường Việt Nam rồi. Các bác nha, AAP M8. Đây là phần tay mic này. Rồi thì bây giờ sẽ quay chi tiết cho các bác là cả phần mặt form lẫn tay mic, rồi là tất cả những gì đi theo của chiếc mic này. Các bác vừa rồi xem qua một số hình ảnh không được chi tiết lắm, đúng không ạ? Không được chi tiết lắm. Rồi thì đây là cái bộ mic AAP M8. Và hiện tại bộ này bên em đang bán với mức giá là không được rẻ cho lắm các bác ạ. Trông rất bình thường này thôi nhưng giá không được rẻ cho lắm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Đây là cái phần tay mic này các bác nhìn này. Tay mic này có tem chống hàng giả nên là quay này nó có hơi óng ánh đấy các bác nhá. Hơi óng ánh. Rất là xịn luôn. Tay mic này nhìn trông nó khá đẹp và cầm nó có một cái chất gì đó nó rất là chuyên nghiệp tại tay mic này. Đây như em sẽ mở cái tay mic này ra cho các bác xem. Tay mic này rất là chất lượng, các bác nhìn này. Đấy, đẹp không? Rồi, này nha. Đây phần tay mic này. Bị tím kìa, kinh ở đời này bị tím. Rất là cao cấp. Các bác nào quan tâm thì liên hệ nhé. Dòng này cho một chất âm rất là sạch và sắc nét, khá là chi tiết đấy, tiếng rất là hay. Đó. Bên em thì chuyên review sản phẩm có chất lượng tương đối tốt thôi, còn những sản phẩm rẻ tiền thì em không bán ở trên kênh này. Đấy. Còn các bác nào muốn mua hàng rẻ hơn thì em sẽ có kênh phụ, đó là kênh phụ kiện âm thanh 50 bộ. Các bác có thể ghé qua kênh đó, có rất nhiều hàng rẻ cho các bác cùng mua. Bên em thì có hai kênh hàng nát và hàng rẻ. Các bác nào quan tâm thì liên hệ. Đây là cái bộ mic AAP, model AAP M8, dòng cao cấp, chuyên dùng cho karaoke gia đình và phòng hát chuyên nghiệp cũng thể dùng được những mẫu mic này. Và hẹn các bác trong những video clip lần sau, em sẽ làm chi tiết hơn những sản phẩm cao cấp hơn nhé các bác nhé. Nay quay thời tiết nó hơi xấu xấu, hơi muộn muộn nên là ảnh nó không được đẹp lắm, các bác xem thông cảm nha.